Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc gồm có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2019, hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2019, Ban Thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc thành lập các đoàn đến bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tòa phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản. Phóng sự Miếu Dạy Thủy Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2019, hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt kế hoạch số 105 của Ban thường vụ Thành ủy về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hướng dẫn số 487 của Ban tổ chức Thành ủy về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Dự thảo hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2019, ngày 14 tháng 11 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc thành lập các đoàn đến bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ở các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dịp này, Quỹ ban mặt trận thành phố Châu Đốc đã bàn giao 56 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Châu Đốc, với tổng kinh phí trên 2 tỷ 481 triệu đồng. Trong đó, Quỹ viên người nghèo thành phố Châu Đốc hỗ trợ 960 triệu đồng việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các ngành các tổ chức đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố châu đốc mà còn mang tính nhân dân sâu sắc thể hiện truyền thống và nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc cùng chung sức chung lòng nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau động viên các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cũng trong ngày 14 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trần Quốc Diệt, sinh năm 1997, nghề nghiệp làm thuê, nơi cư trú, tổ 14, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2019, do cần tiền mua ma túy sử dụng, Trần Quốc Việt lợi dụng sơ hở của ông Võ Thanh Bình. Việt đã rủ Trần Gia Như cùng lấy trộm một mô bơm nước của ông Bình đem cất giấu chờ tiêu thụ. Bị Mai Văn Tủ phát hiện, báo tin cho Bình và trình báo cơ quan công an. Trần Quốc Việt đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản, chưa xóa án tích, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 400.000 đồng của ông Võ Thanh Bình. Hành vi của Trần Quốc Diệt đã phạm vào tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Diệt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác do phóng viên đài chúng tôi ghi nhận được. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2019, Cao Văn Siết rủ Lê Hữu Tiền cùng đến nhà ông Nguyễn Tấn Phát, ngụ số 58 trên 29, đường Dõn Uẩn, tổ 20, khóm 1, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Siết mang theo kìm cắt lưới B40 vào nhà lấy trộm 5 khúc gỗ trụ tròn chuyển ra cho tiền và đem về nhà của Siết cất giấu. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Siết nói với Nguyễn Thị Thanh Mai, tức bé em là vợ của Siết biết để cùng tiếng lấy trộm của phát 5 khúc gỗ. Siết rủ Mai cùng đem đi tiêu thụ. Mai đồng ý, Siết mượn xe mô tô biển số 67E1 352.37 của Nguyễn Thị Nở, mẹ của Mai đến nhà ông Nguyễn Quang Khanh, kêu bán với giá mỗi khúc gỗ 1 triệu đồng ông Khanh chỉ nhận bán dùm. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, ông Khanh tạm ứng 1 triệu đồng cho siết mang về đưa mai tiêu xài cá nhân. Phát hiện mất trộm gỗ, ông Phát trình báo cơ quan công an, căn cứ vào kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 254 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Châu Đốc, xác định hai khúc gỗ hương, hai khúc gỗ cam xe và một khúc gỗ bên trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Hành vi của Cao Văn Siết Lê Hữu Tiền đã phạm vào tội trộm cắp tài sản theo khoảng 1 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với Cao Văn Siết và 1 năm tù đối với Lê Hữu Tiền. Nguyễn Thị Thanh Mai đã phạm vào tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoảng 1 điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Mai 1 năm tù treo. Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Ban Thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại ấp Mỹ An. Dịp này, các đại biểu đã cùng nhau ôm lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Trong năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn xã được nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực. Phong trào xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa đã trở thành phong trào mang tính rộng rãi. Hiện toàn ấp có 368 trên 466 hộ gia đình văn hóa, đạt 89,62%. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mọi người trên địa bàn xã cùng nhau ôm lại truyền thống dễ dàng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, công an thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố đợt 2 năm 2019 cho các đồng chí là lực lượng bảo vệ dân phố thuộc các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được triển khai một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động bảo vệ dân phố, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở theo chức năng nhiệm vụ của bảo vệ dân phố công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lực lượng bảo vệ dân phố tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công tác nắm tình hình công tác phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ hiện trường áp giải đối tượng công tác quản lý cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở và công tác dân vận và kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân công tác tổ chức hội nghị bảo vệ dân phố, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó nhằm bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ dân phố nắm giữ các quy trình công tác và phương pháp hoạt động trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc có 6 di tích lịch sử văn quá cấp quốc gia, ngoài ra còn có những di tích cấp tỉnh ghi đậm dấu ấn của các danh tướng, những bậc tiền hiền có công khai phá, mở mang bờ cõi, giữ vững biên cương cho đất nước. Mỗi di tích là một câu chuyện cô động, chứng tích cho cả giai đoạn phát triển trong lịch sử, là nền tảng soi rọi truyền thống văn hóa cho con người ngày nay và cả mai sau. Trong đó không thể không kể đến miếu dạy thủy, di tích thờ hai vị tiền nhân, Đỗ đăng tàu và lê dân xanh. Đây là một trong những di tích có giá trị lịch sử văn hóa cần được bảo tồn và phát triển. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Miếu Dệ Thủy. Nằm trên con đường Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, dọc theo sông Hậu, song song với quốc lộ 91, miếu Dệ Thủy nằm cạnh Mương Thủy, cách nội ô thành phố Châu Đốc khoảng gần 2 km. Đây là nơi thờ chánh phó Dệ Thủy, Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh. Hai người đã có công bảo vệ dân chúng trước giặc cướp và quân xiêm bảo vệ bình yên cho dân chúng. Đây là cổng chính miếu Dệ Thủy, nhìn ra sông Hậu êm đềm, miệt mài con nước chảy như dòng thời gian đi qua không trở lại nhưng những chiến công của hai ông về thủy đã từng làm dậy sóng khúc sông này thì không bao giờ phai trong lòng dân làng và luôn ghi đậm trong trang sử hào hùng của vùng biên thủy An Giang. Hai ông Đỗ Đăng tào và Lê Văn Sanh đều là người gốc Minh Hương đến Việt Nam tị nạn sau khi nhà Thanh lật đổ nhà Minh. Đầu tiên các ông đến lập nghiệp ở miền Trung rồi sau đó lại di cư vào Nam, sinh sống tại làng Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày nay. Theo lời kể dân gian, hai ông là thanh niên giỏi võ nghệ, tinh thông chữ nghĩa. Chính vì ở cùng làng lại có nhiều điểm giống nhau nên hai ông sớm trở thành bạn thân. Trưởng thành, hai ông cùng tham gia quân đội Triều Nguyễn. Ông Đỗ Đăng Tào giỏi về thủy chiến nên được tổng đốc An Hà phong làm chánh đội trưởng đội thủy binh. Ông Lê Văn Sanh là phó đội trưởng. Hai ông chỉ huy một đội thuyền kiểm soát trên sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh An Giang, nhiều lần dẹp bọn thảo khấu trên sông nước, giữ an ninh giao thương đường thủy. Năm 1842, đội thủy binh được phân công dàn trận dẹp loạn thổ phỉ ở vùng biên giới dọc kinh Vĩnh Tế. Hai ông đã bày kế phục binh và đánh thắng, dân tình từ đó được yên ổn. Lập công lao này, vua thiệu trị sắc phong cho đội quân là vệ thủy binh. Theo ghi chép về dạy thủy thần miếu thì con mương giải thủy ngày nay là do công đào của hai ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh. Khi còn đương chức, xét thấy dùng ngoài thành châu đốc còn hoang du, hai ông liền huy động đội thủy binh của mình để đào một con mương với chiều dài là 1,5 km nhằm phục vụ cho việc tập kết chiến thuyền lấy tên đội quân đặt cho tên mương là giải thủy. Từ khi công mương này được hoàn thành và đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của nhân dân thành phố Châu Đốc, cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng, giúp cho người dân đi lại dễ dàng và vận chuyển một lượng hàng hóa đáng kể, đẩy nhanh quá trình khai quang, lập làng, lập ấp và củng cố an ninh quốc phòng. Đó là nơi dùng cho việc đóng thủy quân Ông Đỗ Đăng Tào và ông Lê Văn Sanh có những đóng góp quan trọng về thế trận biên phòng trên tuyến biên giới An Giang. Bằng chiến lược phòng thủ ba tuyến trong giai đoạn tại ngũ, ông đã góp phần bảo vệ vững chắc biên giới, đảm bảo an ninh dùng biên. Chiến lược phòng thủ biên giới ba tuyến của hai ông đã được bộ đội biên phòng An Giang, Kiên Giang áp dụng trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1977, năm 1979 rất hữu hiệu nhớ công ơn của ông đã tạo dựng những kinh mương rạch ruộng rồi cho dân cho nên dân chúng kính mến ông là là tạo ra cái miễu để thờ để nhớ công ơn người xây dựng đất nước để cho con cháu sau này được hưởng được những điều tốt lành năm 1953 thì cái ông mới bắt đầu xây dựng ngôi miễu nhưng mà lúc đó thì còn nhỏ thành ra đến năm 2000 thì dân dân địa phương, ban quý tế chúng tôi mới tổ chức xây lại cái miễu cho nó cái phần chánh điện đó thì cho nó lớn hơn và đến năm 2013 thì ban quý tế phối hợp cùng địa phương và những nhà anh thường quân mới uh, xây dựng cái uh, cái phần vỏ ca phía trước uh, hàng năm thì ở uh, tại Mỹ vệ thủy này chúng tôi có tổ chức hai cái lễ cúng vía của hai ông ông chánh vệ thủy vào ngày 19 và 20 tháng 6 âm lịch và ông uh, phó vệ thủy là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 âm lịch của hàng năm mỗi năm trong những cái lễ cúng thì uh, bà con địa phương cũng như ở khắp nơi đều về vì tưởng nhớ công đức của hai ông nên các quý vị đến cũng rất là đông đúc để trong cái lễ tạo cho cái lễ cúng được sinh động và rất sức là trang nghiêm Riêng về ban quý tế miếu cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp trò chuyện cởi mở cùng nhau để trao đổi việc gìn giữ tu bổ tôn tạo cho ngôi miếu ngày một khang trang hơn bên cạnh đó các nguồn thu từ tiền công đức phần lớn dành cho việc trùng tu tôn tạo thêm di tích miếu làm phúc lợi xã hội ở địa phương và ủng hộ giúp đỡ những hộ nghèo ngoài việc uh, trùng tu uh, cái ngôi miếu thì uh, ban quốc tế chúng tôi cũng lúc nào cũng nhiệt tình tham gia những công tác xã hội của địa phương như là các nhà tình nghĩa xây cầu hay là như em vừa rồi chúng tôi cũng phát gạo cho những bà con nghèo ở địa phương với phát hỗ trợ cái phần bảo hiểm tai nạn cho học sinh của các trường ở địa phương. Ngày 11 tháng 5 năm 2018 vừa qua, tại Miếu Dệ Thủy, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang và Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề nhân vật lịch sử chánh phó Dệ Thủy Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh thời nhà Nguyễn. Mục tiêu của hội thảo là làm rõ thêm về thân thế và sự nghiệp của ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh làm quang tại thành An Giang dưới thời nhà Nguyễn từ năm 1824 đến năm 1867 về miếu thờ hai ông tại Dệ Thủy, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Sắc phong mồ mã ở Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới và đánh giá những công lao đóng góp của hai ông trong giai đoạn đầu kháng chiến chống thực dân Pháp khi chiếm thành An Giang năm 1867 các hoạt động tham gia nghĩa quân láng linh của Trần Văn Thành năm 1867-1873. Qua hội thảo, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ có cơ sở khoa học đề xuất đặt tên đường và trùng tu tôn tạo miếu thờ, làm hồ sơ khoa học xếp hạng di tích miếu thần dễ thủy. Quý vị và các bạn thân mến, với công lao cùng nhân dân địa phương khai phá vùng đất mới ở khu vực Mương Vệ Thủy, thảo trừ bọn cướp bóc trên sông hậu và miền biên giới thất sơn tham gia khởi nghĩa bị thưa hết lòng bảo vệ quê hương trong những ngày đầu bị xâm lược thì hai ông đỗ đăng tào và lê giang xanh được nhân dân tôn sùng kính ngưỡng năm 1953 miếu vệ thủy được ra đời trên vùng đất mương vệ thủy xưa sau đó được trùng tu nhiều lần để có được diện mạo khang trang như ngày nay Miếu vệ thủy có kết cấu đơn giản, gần gũi kiến trúc dân gian truyền thống Nam Bộ với ba bộ nóc mái nhị cấp, lập ngói âm dương, các bờ nóc, gốc mái, trang trí tượng lưỡng long tranh châu, kỳ lân, rồng, cách điệu, các hoa văn hình học, hình khối, hài hòa sinh động, mặt dựng cấp mái trên chính điện, đắp bản tên, dệ thủy thần miếu, các mặt dựng cổ lầu, trang trí phù điêu, dơi, điểu hoa, dây lá, xung quanh mảng dách chính điện, gắn các khung thông gió, hình chữ thọ, cách điệu vừa trang trí vừa tạo sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên cho nội thất gian thờ. Nền miếu cao hơn mặt sân khoảng 1 mét, vẽ hình lục giác kiểu gia quy. Miếu giải thủy có bố cục ba gian, võ ca, phủ quy và chánh điện. Khung sườn, bê tông, cốt thép, chịu lực cho toàn bộ kiến trúc là hệ thống các hàng cột bê tông to, cao, có tiết diện, tròn, các gian thờ bày trí trang nghiêm ấm cúng. Năm 2000, miếu được trùng tu lớn, xây lại chánh điện và hàng rào bao quanh. Năm 2011, xây cổng giữa kiến trúc mỹ thuật hoành tráng, nhìn ra sông hậu mênh mông lộng gió. Năm 2013, cất mới giỏ ca. Hiện nay khuôn viên miếu rộng trên 2.000 mét vuông, riêng nền miếu rộng 540 mét vuông. Trong miếu, chánh điện thờ linh dị chánh vệ thủy đổ đăng tàu ở trên cao. Kế dưới là linh dị phó về thủy Lê Văn Sanh. Hai bên là hai cặp rồng chầu dưới đôi phụng bay. Trước linh dị là lư đồng và cặp hạt cũng bằng đồng. Dưới nữa, phía sau, nghi cúng có lư đồng, bát hương và cặp hạt bằng sành là linh dị thành hoàng bổn cảnh. Ngang bên phải là nghi thờ tả bang, bên trái là hữu bang. Nghi bên dách phải thì thờ tiền hiền dách trái thờ hậu hiền trước chánh điện là lỗ bộ rồi tới ba nghi thờ ngang nhau tiếp theo cũng là lỗ bộ và ba nghi thờ ngang nhau nghi giữa có đặt bản sao sắc phong của triều nguyễn phía trước là hai nghi thờ ở giữa và kế cửa chính đặt ngôi long đình các cột tròn trong miếu đều có liễn đối và phía trên là các bức hoành phi tất cả đều sơn son thép vàng sặc sỡ Hàng năm, ngoài lễ cầu an cho dân lành diễn ra vào đêm 19 và 20 tháng Giêng âm lịch, miếu còn tổ chức lễ dỗ hai ông với nghi thức cổ truyền gồm lễ thỉnh sắc, túc yết, chánh tế và hồi sắc, sức trọng thể và tôn nghiêm với hàng ngàn người đến tham dự. Lễ cúng dỗ chánh về thủy đổ đăng tàu vào các ngày 19 và 20 tháng 6 âm lịch, phó về thủy Lê Giang Sanh vào các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 âm lịch nhân dân châu đốc mến phục khí tiết công trận của hai ông lập miếu thờ hai ông từ rất sớm từ khi còn thuộc pháp đến nay miếu giải thủy đã thành một công trình đền thờ hoành tráng uy nghi đó chính là tấm chân tình của người dân đối với hai ông để cho hướng dẫn cho con cháu đời sau nó biết được nơi đây là cái nơi tôn thờ những vị công thần của đất nước nên hàng năm sau lễ cúng thì ban quý tế chúng tôi cũng như người phương lúc nào cũng lo gìn giữ và tôn tạo cho cái ngô miễu ngày một khang trang và đẹp đẽ rộng rãi hơn. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, miếu dạy thủy hình thành và tồn tại trên vùng đất dạy thủy xưa. Miếu vẫn còn đó nguyên dạng những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với lịch sử hình thành, đấu tranh bảo vệ dùng biên diễn châu Đốc ngay từ những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược miếu dạy thủy trân thờ hai vị tướng quân nhân vật lịch sử đã có những đóng góp đáng kể đối với quê hương xứ sở miếu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống mãi mãi là niềm vinh dự tự hào của người dân dạy thủy xưa và vĩnh mỹ hôm nay với những giá trị lịch sử văn hóa chứa đựng, miếu dạy thủy rất xứng đáng trở thành một trong những di tích lịch sử của tỉnh An Giang tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của miếu dệ thủy. Qua đó, truyền đạt giáo dục cho những thế hệ kế tiếp về nét đẹp văn hóa truyền thống, về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc của lớp lớp cha ông đi trước, đã quên mình ra sức chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương mến yêu. Dù vẫn biết công lao của ông Đỗ Đăng Tào và ông Lê Văn Sanh cụ thể thế nào thì chưa rõ vì thời gian đã trải qua quá lâu nhưng với niềm tin của nhân dân vào sự cống hiến của hai ông đối với vùng đất biên giới châu đốc được sánh như vị thần bảo vệ biên cương. Ta là dân nước Nam, bao đời thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt